Nhiều lúc ông có bồ không? Dễ gì cũng khó. Thì Quyền Linh thấy ảnh như mặt ảnh vậy đó. Ôi đó anh đẹp trai nhất nhà đó Quyền Linh. Cũng có bồ đúng không? Nếu có cô chức năng được đâu để ý gì đâu. Không thì nói đúng hơn, giải phóng xong thì ở đó khoảng chừng mấy tháng sau á, mới cái lập cái thanh niên đó dạ. Đó đâm ra là ảnh rời rạc đi. Ảnh rời rạc mấy tháng luôn Quyền Linh. Cái là mình thấy cũng thôi kệ, bây giờ cuộc sống mà ảnh cứ có để ý thì mình cũng cảm ơn chú mẹ đó. Ví dụ mà ảnh có để ý thì mình cũng chấp nhận chịu. Chú thì quá nhiều kinh nghiệm yêu đương, còn cô thì không có miếng kinh nghiệm nào hết. Quyền Linh mới có 19 tuổi, mới học tới lớp 11. Đâu có nhiều đâu. Giải phóng đó. Rồi chú tấn công cô như thế nào? Hai đừng sống gần nhau thì cứ qua lại coi như dễ mà, có cách nhau có con đường, quá dễ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tình Trăm Năm. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay chúng ta gặp nhau, không biết rằng là MC Quyền Linh sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện tình như thế nào đây ta? Quyền Linh chào quý vị, chào Ngọc Lan. Thật ra không phải Quyền Linh kể mà Quyền Linh kết nối người kể. Mỗi câu chuyện nó có rất là nhiều điều ấn tượng, nhiều điều thú vị, nhiều điều chúng ta cần phải học hỏi để làm sao để chúng ta hoàn thiện cái mối tình trăm năm của chúng ta. Để có mối tình trăm năm nó phải trắc trở lắm quý vị, không có êm xuôi đâu. Nó có rất nhiều cái giọt nước mắt, nụ cười, thậm chí có những lần chia tay nữa, chứ không phải là nó đơn giản như vậy đâu. Nhưng mỗi cuộc tình lại khác nhau. Hôm nay chúng ta sẽ kể một câu chuyện tình nào đây, Quỳnh Linh cũng chưa biết quý vị. Quỳnh Linh sẽ giới thiệu người kể câu chuyện tình ngày hôm nay, đó chính là chú Lê Hữu Trí 67 tuổi và cô Nguyễn Thị Kim Huy 66 tuổi. Tổng số tuổi của hai người cộng lại là 133 tuổi. Họ đã kết hôn gần 50 năm, chính xác là 47 năm. Và họ đã có 4 người con. Wow. Xin chào cô chú ạ. Con chào cô chú. Dạ, để Quỳnh Linh giới thiệu vậy, có đúng không ạ? Dạ, đúng. Đúng. Chính xác 47 năm hả? Dạ. Dạ. Bây giờ chúng ta quay lại trước 47 năm đi. Chú có nhớ lần đầu tiên chú gặp cô ở đâu? Cách đây 47 năm á, trùng vào cái ngày Việt Nam mình em hoàn toàn giải phóng. Năm 75. Dạ. Thì năm 75 thì tôi đang ở Nha Trang, ở cùng gia đình Nha Trang, học đại học ở Nha Trang, gặp gia đình của hợp xã tôi đây. Hai gia đình là người đồng hương với nhau, cùng quen biết với nhau từ trước rồi, nhưng mà tại vì không gặp nhau thôi. Quê ở ngoài Quảng Bình á. Hai gia đình gặp biết nhau từ Quảng Bình luôn. Biết nhau từ Quảng Bình, tức là ông cụ tôi đó, tức là gia đình ba cha mẹ thì biết nhau từ Quảng Bình. Vậy đó hả? Vậy là cũng có duyên đó ha. Biết nhau từ Quảng Bình luôn. Như tôi với bà xã tôi thì không biết, không gặp nhau. Dạ. Tới khi năm 75 hai gia đình gặp nhau. Gặp nhau là trong hoàn cảnh nào? Trong hoàn cảnh thì mình đang tìm cái vùng kinh tế mới để sống. Lúc đó là chú gặp cô thì chú cảm nhận về cô như thế nào? Thấy một cô gái còn học sinh, thấy cũng ngoan hiền, rồi thấy cũng ăn nói nhỏ nhẹ. Năm đó cô bao nhiêu tuổi cô? Đó 19 tuổi ra. Ôi 19 rồi đó hả? Sau thời gian đi về kinh tế ở. Kinh tế mới vùng nào? Vùng xa Long Khánh, 16 cây số nữa. Thái Thiện đó, Thái Thiện. Là Thái Thiện đó. Rồi về đó sống. Dạ, hai gia đình cũng về đó luôn. Cũng về luôn bên nào? Ở gần nhau không cô chú? Gần. Dạ. Hai nhà cách nhau cái hai một lô tôi cứ thôi chừng 50 mét thôi. Bắt đầu nảy sinh từ đó đó. Cách nhau một dậu mồng tơi xanh rờn. Cách nhau mấy chục cái dậu mồng tơi xanh rờn. Lập ra cái con đường nhỏ nhỏ vừa có người đi thôi. Dạ. Một con đường thôi đó. Vậy là cứ đi qua đi lại rồi thấy em đi qua đi lại thôi phải không chú? Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Khi mình đi về đó thì cũng là nước là cái thì hai nhà quen nhau tự nhiên gắn tình kết tình thân với nhau. Vô thẳng vấn đề, bao lâu là chú yêu nhau luôn từ lúc về cái vùng kinh tế mới đó. Về đó rồi á thì tôi còn trẻ ham vui ham chơi với đoàn thanh niên đó chứ. Dạ. Thanh niên thì tối nào cũng đi ca hát rồi đi múa nhảy múa trong cái hội đoàn thanh niên, bọn sáu ta cũng đi theo. Mà con cái ảnh làm gì làm, mình làm cái mình về việc khác thôi. Nhưng lúc đó ông có bồ không? Dễ gì cũng khó. Thì Quyền Linh thấy ảnh như mặt ảnh vậy đó. Ồ đó anh đẹp trai nhất nhà đó Quyền Linh. Cũng có bồ đúng không?
Nếu cô chức năng được đâu để gì đâu. Không thì nói đúng hơn, giải phóng xong thì ở đó khoảng chừng mấy tháng sau á mới cái lập cái thanh niên đó. Dạ. Đó đâm ra là ảnh rời rạc đi, ảnh rời rạc mấy tháng luôn Quỳnh Linh. Cái là mình thấy cũng thôi kệ, bây giờ cuộc sống mà ảnh cứ có để ý thì mình cũng cảm ơn chú mẹ đó. Ví dụ mà ảnh có để ý thì mình cũng chấp nhận chịu. Tức là lúc đó là cô đã để ý chú rồi. Ờ, để ý chú rồi, thích rồi. Nhưng mà chú thì mê chơi quá. Đó. Với con cô khác luôn á. Rồi bao lâu chú mới để ý tới cô? Thì khoảng chừng gần năm sau á. Rồi lâu dữ thần. Chính thức là gắn bó với nhau. Tỏ tình hả? Rồi sao? À, tỏ tình, lúc đó mới gắn mới tỏ tình được với nhau. Cái thì là mối tình đầu của mình đó. Chú thì quá nhiều kinh nghiệm yêu đương, còn cô thì không có miếng kinh nghiệm nào hết. Quỳnh Linh mới có 19 tuổi, mới học tới lớp 11. Đâu có nhiều đâu. Giải phóng sao? Rồi chú tấn công cô như thế nào? Hai gia đình sống gần nhau thì cứ qua lại coi như người dễ nhà. Dễ mà, có cách nhau có con đường, quá dễ. Đầy đủ điều kiện. Như người nhà với nhau vậy thôi. Giống như anh em vậy thôi. Rồi sau ảnh qua thì ít khi nói chuyện lắm. Cái mấy đứa em mình còn nhỏ đó. Trong gia đình mình thì 9 người con. Cái sau này mới được 10 nữa là chẳng 10. Cái là mấy đứa em nó còn nhỏ, nó học bài đó Ngọc Lan. Rồi ảnh qua anh dạy, rồi ảnh mới nhập cuộc luôn. Nhưng bao giờ chú mới tỏ tình bằng một nụ hôn? Thì ảnh hẹn buổi tối ra bụi chuối gì đó. Là bụi chuối. Có cây chuối làm chứng ha. Chúng ta phải chặt cây chuối đó đó. Đem theo. Đem theo. Đây là minh chứng của nụ hôn đầu tiên. Phải không chuối? Rồi bao lâu thì cô chú lấy nhau? Năm rưỡi sau đó, tháng 10 năm 76. Bắt đầu là sau giải phóng một năm mình lấy nhau. Sau giải phóng một năm. Dạ. Trời ơi, đám cưới vui không chú? Thì ôi chào ơi, nói đúng. Hồi đó thì nói chung là vùng nông thôn, như là cái hoàn cảnh xã hội lúc đó nó không đọc sao mà lớn lao được. Dạ. Mình cũng kinh tế cũng khó khăn nữa, cho nên rồi cũng chúng mình làm cho nó vài bàn cho nó có bà con thôi, chứ không phải tổ chức đồng ben gì hết. Đơn giản khoảng chừng nửa tiếng rồi bác với lại mấy đứa chú anh bác á, con bác á, mình kêu bằng anh á đó, rồi nói chuyện vài câu là xong rồi. Cái bày ra một cái mấy cái nồi lẩu bằng vuông bằng nấu đậu lan á lăng á. Đó cái với lại nồi vuông là xong chứ không có gì nhiều. Khi năm 2015 phát bệnh ung thư thì đâm ra đôi cái cũng hơi buồn. Thì trong những cái biến cố trong cuộc sống á thì chú động viên cô như thế nào? An ủi với lại tinh thần. Mấy đứa nhỏ nó cũng làm cho mình một cái tinh thần mạnh mẽ, mình phải sống. Thời gian đó tôi bị chứng mất ngủ, bị trầm cảm, cố gắng chữa trị. Rồi cái chứng mất ngủ nó bớt, từ từ nó bớt. May mắn là bà xã tôi, bà có tính quan tâm lớn, quan tâm rất là sâu sắc. Bà xã tôi thì tuyệt vời rồi, bà lúc nào mà cũng lo lắng cho tôi từng ly từng tí vậy. Bình tĩnh tôi nó cũng bớt từ từ nó giảm xuống. Rồi lấy dâu mình sống ở đâu? Thì ở với ba mẹ luôn. Làm dâu, chị vợ bà xã tôi về làm dâu. Làm dâu cách có con đường thôi. Vâng, có con đường nhỏ xíu, con đường có 50 mét à. Làm dâu xong rồi thì vài tháng sau cái là bà xã tôi có bầu. Yeah. Thì ông cụ làm nhà cho ở riêng. Ở riêng cách đó xa không chú? Sau lưng một chút xíu. Trong đất thổ cư rồi thì mình xem biết làm nhà vậy thôi. Yeah. Hồi xưa đâu có phải là phải làm sổ đỏ cắt ra này kia. Thì không có đâu. Cứ đất trong nhà là muốn cất đâu cất vậy đó. Tự mình cất thôi. Yeah. Cất rồi nhưng mà chưa ở đâu Quyền Linh. Đó, đợi sanh đứa con gái đầu xong rồi ở bên ngoại. 6 tháng sau mới chạy về nhà đó ở lại. Dạ. Yeah. Rồi bắt đầu kinh tế nó bắt đầu khá hay là sao thì kinh tế thì làm nông cũng là nông mà Quyền Linh. Làm nông, nhưng mà làm vùng đó đi cấy thì nọ mà thôi. Cái vùng đó đặc biệt là họ làm họ xây dựng hợp tác xã nông nghiệp sớm là vùng điểm đó. Yeah. Tất cả đất đai thuốc thì thu là hết làm tập đoàn năm 81. Là tôi mới không ở cái vùng nông thôn nữa, đi về Long Khánh ở ngay thị xã Long Khánh. Là gia đình dắt díu nhau đi về Long Khánh. Vâng. Lý do là sao mình không ở đó nữa? Tại vì nông thôn là mình không phát triển được là mình cũng không hợp với cái
cái thổ nhưỡng ở đó. Dạ. Rồi tiền đâu mình về Long Khánh? Về Long Khánh thì làm công mình nhân. Bán lúa đó từng lúc. Đi là làm công nhân. Mình bán thùng rồi cái ảnh đi làm rồi anh đi kiếm gì đó. Lúc đó là cô chú là có mấy người con rồi? Thì lúc đó 2 người con. Dạ. À cũng khó à. Nếu mà không 2 người con mà tự rời xa ngoại, ông nội, bà nội mà đi. Đi về Long Khánh. Long Khánh đó là. Thì nó đúng hơn. Thì mệt chứ sao đúng không? Lúc đó là 100 vạn thì khó khăn. 100. Nhưng mà rồi nó cũng vượt qua. Tại vì mình thời buổi đó mình cũng có một chút của hồi môn đó. Cho nên mua được căn nhà gì nó. Ở Long Khánh. Ở Long Khánh. Dạ. Nên không phải thuê nhà gì hết. Dạ, cũng đỡ. Cũng hay. Rồi bao giờ chú mới, cô chú mới về về Tân Bình? Thì Tân Bình thì năm 1991 kinh tế nó cũng khá ổn định rồi. Với là đời sống chính trị xã hội thì họ cũng dễ dãi cho mình đi về lại Sài Gòn. Lúc đó thì tôi mới cùng nhau rủ nhau về lại. Với lại ảnh cũng mạnh mẽ đó, đâm ra ảnh có hay đi tới lấy ảnh như vậy là ở với nhà con gái là 6 căn nhà rồi Quyền Linh. Nhà nó là 6 căn nhà đó đó. Giờ đâu với cộng đâu. Ảnh mà cảm thấy cuộc sống hơi gì là ảnh cứ là đổi đó. Tới Thành phố Hồ Chí Minh á thì bắt đầu mình ổn định chưa? Có công việc thì tại vì tôi làm nghề tự do. Dạ. Yeah. Cho nên là cứ lúc mà có việc thì mình lạnh được thì mình làm, không lạnh được thì mình làm công. Cho nên nghề tự do cho nên công việc nó không bị lệ thuộc vào ai hết. Nhưng mà chú có đẹp trai vậy rồi chú đi làm giao tiếp nhiều nè. Rồi có ghen, có xảy ra không, say nắng hay đó gì? Thì nó đúng không? Cái đó thì cũng may mắn là tôi chưa thể gặp cái chuyện đó. Hên quá chưa gặp. Không có kinh nghiệm cái điều đó. Không phải may mắn mà là chú phải vượt qua nó chứ không phải may mắn. Làm sao có chuyện rồi đi xây nhà gặp không gặp cô này cô kia. Đi ăn nhậu không có thể gặp cô này gặp chủ kia. Nhà nữa. Ừ. Thì đương nhiên rồi, thì đương nhiên chuyện đó là chuyện phải xảy ra. Nhưng mà cái phần may mắn của tôi là nó không dính vào. Bí quyết chú, bí quyết. Chú đẹp trai là thế nào cũng gặp nhiều đó, sao chú không có say nắng hay là một cái sự cố gì xảy ra. Bí quyết là mình gắn bó với gia đình. Tức là đi đâu mình cũng để gia đình mình trên hết. À. Đó. Dạ. Cho nên không bị cám dỗ. Có bị cám dỗ cũng được, cũng vượt qua được. Quan trọng là vượt qua được đó. Vâng, vượt qua được. Còn cô cũng xinh đẹp. Thật ra cô có style rất lạ nha. Nhìn đến tuổi này đó mà cô còn rất là xinh đó. Cô cười rất là đẹp. Cười xong rồi mái tóc ấn tượng. Cô để tóc từ giờ đó giờ vậy hay là? Hồi đó cũng hay nhiều cũng chứ từng ngày dịch với lại cái bệnh đó đó. Năm ra rồi. Khi năm 2015 phát bệnh ung thư thì đâm ra đôi cái cũng hơi buồn. Thì trong những cái biến cố trong cuộc sống á thì chú động viên cô như thế nào? An ủi với lại tinh thần. Mấy đứa nhỏ nó cũng làm cho mình một cái tinh thần mạnh mẽ. Mình phải sống. Trong cái đó người ta đi xin từng đồng, từng cắt, từng đi khám bệnh. Mà trong cái đó lúc đó mình cũng cho người ta đó, Nguyễn Linh. Cho người ta tiền lắm. Mấy tháng sau mới gặp người ta như vậy mà sao mình không sống. Bệnh này là mình xạ vậy là 2 lần rồi bác Nguyễn Linh. Hai lần là 100 tia rồi đó Linh. Mà qua khỏi đó. Một lần 2015 á, thì xạ 25 tia. Cái sau thời gian, cái 3 năm sau đi khám lại cái nó không có hạch. Nó có hạch chảy dí căn đó. Yeah. Đâm ra rồi phải phải xa lần nữa. Mà trong cái đó ông bác sĩ cũng lo lắm chứ, cũng lo sợ gọi là chết đó, lo lắm. Thì thời gian sau cái thấy ở trong bệnh viện mà cứ vậy hoài, con cái nó cứ lo mình tội nghiệp. Nó thấy con đứa nào nó cũng không có khá giả gì mấy, rồi cái phải bán nhà. Mở cơ mà làm tiền là muốn chết rồi. Đó, vậy mà cũng qua. Ngồi sau lưng xe đâu có nổi được Linh. Yeah. Đi taxi từ đó lên ông bú không có ngồi. Không có ngồi nổi nữa. Ngồi nó có tràn người vậy đó. Mà lên trên gì mà xả được á. Yeah. Uống một miếng sữa thôi. Đâu có ăn được gì đâu Nguyễn Linh. Không ăn được cái gì hết. Uống một miếng sữa thôi. Một chai sữa thôi, uống có chút xíu thôi là vô xả được liền. Về nó không hành đâu. Mà tới tối nó không phải nó đau cái gì hết đó. Nhưng mà nó cảm thấy nó mệt mà nó khó thở. Khoảng khó thở 1-2 giờ sáng không mà thôi. Rồi ảnh ngồi nằm gần đó. Kêu ảnh dậy. Mở cửa sổ ra hết đi. Mở cửa ra hết đi. Tự nhiên cái con gái mình nó nghe soạn cái là nó chạy xuống.
chạy xuống nó má cứ thở thở đi, vậy nó vượt qua hết. Là cô chú luôn luôn có nhau trong suốt một chặng đường gần 50 năm như vậy. Chắc chắn cũng sẽ có những cái mâu thuẫn tranh cãi với nhau. Cái tánh mình không muốn cãi rồi Linh ơi. Dạ. Anh nói gì nói mình nghe. Đó, ví dụ mà anh mà lớn tiếng quá cái mình nói chứ anh lại đây nè. Cái chuyện gì chuyện cha mẹ làm chịu chứ mình có làm gì đâu mà mình cãi nhau. Đó, vậy thôi. Tánh mình nó không có thí dụ mà ở trong số mà thấy ảnh đi với người khác cái nói mình vậy cái thôi kệ không sao ảnh cũng về nhà tiền đâu mà ảnh đi nói vậy đó người chứ mình không có nghĩ tới những cái không có giận không có hờn gì đó nhìn mấy đứa con nó hết hả. Đó là cái sự nhường nhịn cũng như là cái niềm tin của cô dành cho chú rất là lớn luôn. Cứ nhìn bốn đứa con là hạnh phúc. Dạ rồi. Hạnh phúc rồi. Dạ chú có bao giờ ghen với cô không? Bởi cô cũng xinh đẹp mà. Không có ghen đâu Linh ơi. Vậy đó hả? Thí dụ mà lâu lâu mà ảnh mà có nhắc á, em có nhắc tới đâu mà ảnh cứ nhắc hoài. Cái chuyện nó qua thôi. À, cũng hay đó hả? Là không có một cái mâu thuẫn gì lớn hết trơn. Dạ, không có gì hết á. Ở nhà gần như là cô nhường chú qua hết luôn. Thiệp hết luôn. Thí dụ mà ảnh mà lớn tiếng cái ảnh mà có chuyện gì mà ở ngoài xã hội gì đó, hay là ai nói gì ảnh về, ảnh có giận mình thì mình cứ nói rồi chúng ta ngồi lại nói chuyện với nhau. Đừng có nói lớn tiếng, con nó nghe buồn lắm. Trời con nghiệp không? Sợ con nó nghe. Chú, làm sao mà chú có thể bình tĩnh giải quyết những cái chuyện mà mâu thuẫn trong gia đình như vậy? Nhà gia đình tôi thì mâu thuẫn thì ít, nhưng mà làm sao mà không đụng chạm nhau được, làm sao mà không có điều xích mích được. Nhưng mà cũng cố gắng hết sức làm cho nó hài hòa lại. Cho hòa, đừng để cho xảy ra cuộc sự cố lớn quá. Dạ. Chào anh. Em là vợ của anh. Em sống với anh được 47 năm. Những cái tình cảm em tất yêu anh tận. Đối với anh thì tấm lòng của em bao dung hết, tha thứ hết. Anh cho em muốn đứa con rất hạnh phúc. Sau này em bị bệnh, anh cũng lo cho em chu toàn. Bây giờ cái tuổi cuộc đời của mình không còn bao lâu nữa anh đâu. Già hết rồi, anh phải để ý những đứa con em một chút xíu. Đến cái tình cảm nó rất quan trọng anh lắm. Em rất yêu anh. Mối tình đầu cũng như coi là những mối tình cuối. Cuộc sống của em không còn bao lâu nữa anh. Thật, em bình. Nhưng mà em cũng đôi cái em cũng nghĩ nhiều thứ rất thương anh. Anh đối với em cũng yêu quý em. Nhưng mà đôi cái em cũng buồn. Buồn đó rồi cũng bỏ qua. Cái chuyện gì chuyện em không nghĩ tới. Miễn sao em thấy những đứa con thương yêu nhau, hạnh phúc nhau là em mừng. Em cảm ơn anh rất nhiều. Xem clip của cô xong rồi, chú cảm xúc thế nào? Cảm ơn em. Và nói chân thành. Thì thời gian đó tôi bị chứng mất ngủ. Mất ngủ khi đi vô bệnh viện tâm thần để khám thì người ta mới nói rằng là bị trầm cảm. Phải bác sĩ phê cái to đó là trầm cảm nặng, trầm cảm âu lo, suy nghĩ gì đó. Chữa trị thôi, cố gắng chữa trị. Cho cái chứng mất ngủ nó bớt, từ từ nó bớt. Bớt với điều kiện là phải uống thuốc. Có thuốc nó mới hết, còn không có thuốc thì nó trở lại. Đến giờ này, vậy giờ này phải uống thuốc mới ngủ được. Như vậy là qua gần 3 năm rồi đó. Cái bệnh trầm cảm á, thì
người quan tâm sóc lo lắng cho mình rồi nó được góp một phần rất lớn trong vấn đề chữa trị. Nếu mà mình bị âu lo rồi bị càng bị cô đơn nữa thì nó bị bệnh bị trầm trọng hơn. Nhưng mà may là tôi được may mắn là bà xã tôi bà có tính quan tâm lớn, quan tâm rất là sâu sắc. Bà xã tôi thì tuyệt vời rồi, bà lúc nào mà cũng lo lắng cho tôi từng ly từng tí vậy, lo lắng rồi là bà nâng niu cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ, bệnh tình tôi nó cũng bớt từ từ nó giảm xuống. Nên giờ phút này thì giảm được nhiều rồi. Bây giờ điều gì cô lo lắng nhất hả cô? Bây giờ ở những gái cái lo gì hết. Dạ. Có cái lo cho mình ăn uống đàng hoàng. Dạ. Là mình sống cái còn hoài cũng được. Dạ. Cảm ơn cô chú. Bây giờ mình có gọi là bao nhiêu cháu rồi? Dạ, 8 cháu. 8 cháu. 8 cháu. Ừ. Mấy nội mấy ngoại nha? Hai ngoại. Hai ngoại 6 nội. À trời ơi, hạnh phúc quá rồi. Ngày hôm nay thì rất là đặc biệt, đó là không phải là thư của chú gửi cô mà cũng không phải là thư của cô gửi chú, mà là thư của các con gửi cho ba mẹ. Con sẽ đọc cho cô chú nghe nha. Ba mẹ kính yêu của con, hơn một tháng nay con thấy ba mẹ vui vẻ hẳn lên khi nghe báo được ghi hình trong chương trình Tình Trăm Năm của đài truyền hình HTV. Con và các em cũng vui, hạnh phúc khi thấy được nụ cười hạnh phúc nở trên môi của ba mẹ. Qua những ngày tháng năm vất vả và những biến cố xảy ra trong gia đình 47 năm đã qua đi, con và các em cũng muốn có trên chương trình, nhưng vì công việc các cháu phải đến trường nên chúng con nhờ chương trình Tình Trăm Năm nói lên lời cảm ơn và xin lỗi của con và các em đến ba mẹ. Con và các em cảm ơn 47 năm qua ba mẹ đã dạy dỗ, nuôi nấng, dắt dìu chúng con bằng tình yêu cao cả, sự chân thành và tất cả hy sinh vượt qua những khó khăn của cuộc sống để chúng con có được những trưởng thành và thành công như ngày hôm nay. Các con thật lòng xin lỗi ba mẹ vì có những lúc con và các em đã làm cho ba mẹ buồn lòng. Ở tuổi xế chiều của ba mẹ mà chúng con vẫn chưa lo lắng cho ba mẹ được như những gia đình khác. Con và các em hứa sẽ luôn làm theo những gì ba mẹ đã dạy, sống tốt đời, đẹp đạo, biết yêu thương anh em để làm tấm gương cho 4 gia đình nhỏ trong một gia đình lớn mà ba mẹ đã vun đắp suốt 47 năm. Con và các em luôn cầu nguyện cho ba mẹ có nhiều sức khỏe, mỗi ngày luôn nở nụ cười hạnh phúc. Gia đình 47 năm qua luôn hạnh phúc. Các con của ba mẹ. Cảm ơn các con nhiều. Chỉ cần một lời nói động viên, một sự cảm ơn, biết ơn là của con cái là mình hạnh phúc rồi, đúng không cô chú ạ? À? Thật ra cuộc đời của chú giờ chỉ có hai chữ bình an là hạnh phúc. Hai chữ bình an. Mong rằng cô mãi mãi duy trì sức khỏe như thế. Chú cũng vậy. Bình an là điều tuyệt vời nhất. Và tôi nghĩ rằng là chắc chắn cô chú sẽ nhận được cái điều hai chữ bình an đó. Bởi vì sự nỗ lực cố gắng vượt qua mọi sóng gió để cùng nhau đi suốt chặng đường 47 năm rồi. Không lý do gì chúng ta không nắm tay đi suốt cuộc đời này cô chú hả? Vâng. Rồi, chúc cô chú mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Đây là thư của các con gửi cho cô chú, con xin được gửi lại. Cảm ơn cô chú rất nhiều vì đã nhận lời tham gia chương trình. Cảm ơn Quyền Linh với Ngọc Lan. Cảm ơn Quyền Linh với lời cô Ngọc Lan nhiều. Dạ, cảm ơn cô chú. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi 17:20 tới 7 hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.